Gia xin kính chào toàn thể của chú anh chị và các bạn đã đến với kênh shop cho tên Nhật Gia. Và trong video này thì Gia sẽ mang đến cho mọi người tham khảo một dòng đàn guitar classic rất là nổi tiếng đến từ nhà Yamaha, dòng CG. Và cái đàn ngày hôm nay thì Gia muốn mang đến cho mọi người đó là một cây CG 15, một series rất là cao cấp. Mời mọi người nha, mọi người xem cái tem nha. Và em sẽ để cái tem lên màn hình cho mọi người dễ quan sát hơn. Đó, phần tem này thì thiếu ánh sáng xíu nên mọi người khó thấy. Đây là dòng tem nhũ nha mọi người, một cái dòng tem rất là sang luôn. Tem nhũ, dòng tem này để chữ Yamaha GC15S và được chế tác thủ công vào năm 1975. Có chữ ký hết nha mọi người, có chữ ký nè, có chữ ký tai nè. Và dòng đàn này là một cái dòng đàn được làm hoàn toàn thủ công và made in Japan. Cái đàn này là một cây full solid. Là top là solid, vân sam nè, lưng hông là spruce, đó là full solid hết nha mọi người, full hết đó. Và cái mà Yamaha khiến cho chúng ta mê đắm đó mọi người đó, thứ nhất là về thiết kế đó, âm thanh và thiết kế. Và về phần riêng về phần thiết kế là đánh giá là Yamaha thiết kế rất là tinh xảo luôn, rất là tinh xảo. Đây là mọi người nhìn cái đầu cần ha, trải qua từ những năm 1975 tới bây giờ rồi, kể cả những cái dòng đời thấp nó sẽ có cái dạng đầu cần như thế này mà Yamaha họ thiết kế mọi người. Đây là Yamaha họ thiết kế cái đầu cần này, nhìn rất là lịch thiệp sang trọng. Và nó có cái phần này ở hai cái headstock, hai cái đường line headstock trên đây, có cái logo Yamaha ở đây đó, kết hợp nhìn cái đàn vô cùng sang trọng luôn, kèm theo cái bộ khóa này mọi người. Đây bộ khóa. Thật sự là bộ khóa nó thiết kế những cái đường nét uốn cong mọi người, cái đường nét uốn cong này nè, nó khác hẳn so với những cái bộ khóa mà mọi người hay gặp ở trên những cái cây như là series 10 như Kono, hoặc là những cái cây đại khái là series 10, cái bộ khóa mà to bản mà hoa văn á. Nhưng mà chúng ta nhìn lại cái bộ khóa của cái Yamaha thì nó vẫn có một cái nét đẹp gì đó rất là riêng, đó, nó rất là sang trọng, rất là riêng. Tay nắm, tất cả các tay nắm là hoạt động là tốt mọi người, tay nắm là còn nguyên vẹn hết nha. Đó, tay nắm nè, nguyên vẹn hết, bộ khóa zin. Và cái bộ khóa này đặc biệt là cái nước xi của nó vẫn còn rất là đẹp. Đó, nước xi của nó rất là đẹp hai bên, rất là đẹp luôn. Đó, thật sự là nhìn cái bộ khóa là không biết nói sao luôn. Nhưng mà nhìn cái bộ khóa thật sự là chỉ biết đẹp thôi, nhìn chỉ biết đẹp, rất tinh xảo thôi mọi người. Đó, bộ khóa trên những cái cây cao cấp. Rồi, phần mặt tớp thì ra quay chi tiết cho mọi người phần mặt tớp ha. Phần mặt tớp cây đàn này thì cũng có chày xước, đó, cũng có chày xước, cũng có dấu bún dây, đó, nhưng mà không có nứt bể, đó. Chỗ này thì nó có bị thâm thâm một chút xíu là do móng tay đó mọi người, vết móng tay đó. Nhìn tổng thể thì vẫn còn màu sắc thì vẫn còn rất là đồng điệu, rồi đồng màu. Nhưng mà khi mà chúng ta zoom và chúng ta soi những cái chi tiết của cái đàn á, thì nó sẽ cũng có nha mọi người, đó. Đây, em sẽ nghiêng cái cây đàn để cho mọi người thấy được cái gọi là những cái vết, đây. Mọi người để ý những cái lằn bóng đó mọi người, chỉ ánh sáng đó chiếu đó thì nó sẽ có những cái vết hằn ở trên cây đàn này đó, vết xước lông mèo đó, ngựa là zin nguyên bản chưa qua dán lại mọi người. Và đàn này, cây này thì đã được cân chỉnh rồi, cần thẳng đó, đó rất là ok. Thì mọi người có thể tham khảo giá giá của những cái dòng đàn GC15S 1975 trên thị trường ha. Đó, rồi mọi người có thể so sánh, tại vì đây là một cái mặt hàng cao cấp, giá trị khá là cao. Thế mọi người nên cân nhắc, cân đối, cũng như là xem video thật kỹ của Gia để mà nắm rõ được cây đàn nó có những cái hiện trạng như thế nào, để mình có thể giao dịch một cách công tâm, minh bạch nhất và không có vấn đề gì hết nha mọi người. Đó, mặt hàng cao cấp thì mọi người nên lưu ý là mọi người xem kỹ một chút xíu. Đó, gót cần là zin nha mọi người, đó, rất là đẹp. Đó, góc cần đàn cũng rất là đẹp luôn. Khóa nhất là cái đầu cần mọi người, khóa nhất là cái đầu cần cực kỳ tuyệt đẹp, đó, quá đẹp luôn, thiết kế rất là sang. Rồi, cái này là full solid nha mọi người, full solid nha. Và ra sẽ công bố giá của cây đàn này, cây đàn Yamaha dòng GC15S 1975 hiện tại shop trên Nhật Phan Gia đang bán với một mức giá đó là 28 triệu, kèm theo một cái hộp Yamaha zin cho mọi người nha. Dây thì ra sẽ lắp sẵn cho mọi người luôn rồi. Đó, free ship cho mọi người toàn quốc cây đàn này. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của em. Và sau đây thì mời mọi người nghe thử phần test âm
của cây đàn GC15 này nha. Rồi, mời mọi người và chúc mọi người có một ngày làm việc thật nhiều năng lượng, thật sự vui vẻ. Và nếu mà ai lần đầu tiên tới kênh của em thì cho em xin một lượt đăng ký với nha, cùng với nhấn một cái chuông nữa để mọi người có thể nhận thông báo sớm nhất từ em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.